tới điểm lưới rồi cả nhà ơi. Thấy có cá hả Thanh ơi? Hai con thác lát luôn. Có con cua đồng nữa kìa. Đó, bên dưới. Ba con luôn, trước mình coi nữa. À, thác lát luôn ha. Trước khi bốn con luôn, hai con dính tập luôn. Hồi hôm trời mưa cả nhà, cho nên là hai anh em lấy lưới ra thả mấy cái đường mà nước nó tràn qua, thả khúc thôi à. Đâu để anh đi coi thử coi. Ôi, con này ngợp rồi Thanh ơi. Con này dính đâu hồi hôm còn thôi. Cách thắt lát dính nó mau ngợp lắm. Ui xưa, đây thắt lát luôn này Thanh ơi. Cách thắt lát này làm chả ngon lắm cả nhà ơi. Bên này thấy cá nó quật Thanh ha. Cua đồng nè. Tay như thả sao. Lưới này giờ mình để đây luôn cả nhà. Trời, chiều nay nó cũng mưa nữa à, cho nên là mình khỏi phải thả nữa. Sợ người ta đi qua đi lại đạp. Không chắc họ thấy á, không sao đâu. Giờ đi qua bên khúc khác cả nhà. Lưới này mình thả có từng đoạn vậy thôi. Tay này có không anh? Ồ, quá. Ủa, cái lốc anh. Ngợp ơi. Tiếc quá ha. Sao lưới này mà. Trời ơi. Rồi đây cả nhà, ngập hai con luôn, một cặp luôn. Đó, trời mưa là nước nó sẽ ngập qua mấy cái đê cả nhà. Nên là mình cắt từng khúc lưới ra, mình giăng từng đoạn ra. Ui, trước hình như thắt lát nhiều lắm Thanh ơi. À, trước có thấy hai con trước không vậy? Ừ. Để anh coi anh thử coi. Ở đây có con gì không? Ảnh lôi trong cỏ nè. Có Thanh ơi. Đi kéo anh cho chúng ta. Trong này có mấy con thắt lát luôn. Rồi cá trước đó ha. Rồi cá trước. Và cá lóc này. Lần đầu tiên bữa giờ nó dính lại cá lóc. Cá nó ngợp rồi. Cái nó chỉ về mình nè. Chiên thôi. Đây có cá rô nè Thanh ơi. Đây nè, rô nè. Ngợp. Cái này mình thả sớm á cả nhà, từ chiều hôm qua lận. Mưa xong là hai anh em đi thả luôn. Nên giờ cá nó ngợp hết rồi. Cái này đi hồi hôm chắc cũng ngon á Thanh ha. Nãy giờ thắt lắc quá trời luôn. Ốc. Tôi dính ốc tới hai mùi đó. Thắt lát cỡ này là mình chiên nguyên con. Ngon. Chiên dầu với muối cả nhà. Dưới cái mương này giờ cá nhiều lắm Thanh ha. Bây giờ hai anh em bơm đi qua cái chỗ thả lưới tiếp theo cả nhà. Lưới này mình thả từng đoạn ngắn thôi. Chỗ này kêu tách cái luồng ra ha. Cá cằn dưới muống nè. Đó. Nó sẽ chạy qua lại hai bên này nè cả nhà. Mình thả lưới dưới này là ngon nè. Ôi, con cá rô nè cả nhà.
Hai anh em vừa tới mà nó làm ầm ầm ầm, tưởng con gì lớn lắm cả nhà. Ở đằng cá rô. Ôi cả nhà xem cá rô nè. Bằng bàn tay luôn á. Giờ không phải được thì gửi trong đi rồi. To hơn. To kinh luôn, hồi giờ mới thấy cá rô to rồi á. Anh em vừa tới trên mà thấy ở ngoài này nó làm cằn lưới á cả nhà. Nó làm ở đây có con gì nữa nè. Mát. Bên này cũng chạy con gì đấy nè. À con rô luôn. Đây cũng rô nữa nè. Rô rê. Ờ rô rê. Đây cũng có thác lát nữa Thanh ơi. Ủa cái rô to ghê luôn á. Trong này ốc dính nè. Ốc không anh Thanh ơi? Ừ. Cái này kìa. Còn cá rô, công nhận nó mập. Làm ầm 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 thấy ghê ha. Rô vùng như có lóc. Thế nhưng mà thả trước mưa ha. Ừ. Còn cá sặc đó cả nhà. Nó rằng lên trên theo cái đường mương nè. Quá trời luôn. Ở đây hai anh em bơm vừa chặn lại cái cỏ rồi. Đó nó xuống nè. Đây cả nhà xem. Cá sặc nè cả nhà. Đây là Thanh ơi, cảnh ở đây quá trời luôn nè. Cái ngày mà cá sặc nó chạy ha. Bữa ngày cá sặc nó đi đó. Để nó nhớ mình đâm xăm không? Đâm xăm bữa đêm cá rô đi, mấy ngày cá sặc đi không đó. Ừ. Mà tối cũng nhiều, tối đen luôn. Sặc này khô khô ngon lắm. Chỗ này không lên cả ký cá sặc luôn á. Đây nè, nó càng ra ngoài rồi nè Thanh ơi. Cái tay này hồi tối hai anh em ngâm là chỗ này nước nó chảy qua ngập luôn. Mà giờ nó hỏng lưới lên luôn rồi nè. Đó, khô luôn. Cái này giống như giăng lưới trên bờ luôn á. Coi lưới mình giăng dưới nước mà sau một đêm lưới nó nằm trên bờ luôn. Công nhận nước rút nhanh ghê. Hai con cá rô luôn. Ơi một con cá trên. Ơi dính xoáy. Dính không gỡ được luôn. Em nhặt lưới xuống á. Trời ơi. Có một đoạn nhỏ hơn mét này thôi cả nhà. Đây. Mà dính ba con cá to chẳng luôn. Ơi. To ha. Đừng nói đổ nữa. Con này to nè. Ơi. Con vừa rồi to hơn. Thì con này cũng to này, mà mập lu á. Ơi chắc là ký máy 2 ký cá rô á, ký máy. Cả nhà xem cái khu vực này. Đó, nó sẽ chạy qua lại hai bên. Mình cứ cắt mấy cái đoạn lưới mình thả đây thôi. Thấy có lý đó ha. Có không? Thác lát nữa này. Đây, mưa đứng. Con cua đồng. Ừ, con rồi anh lại luôn anh trong rồng. Đây này này trong cá lóc trong rồng nhảy lên trên đi luôn. Gỡ con cua đồng mà ra Thanh ơi. Con này con cua cái nó có con không à? Dính con. Nhẹ nha, con nó trong cái mai nhiều lắm. Này là con cua cái cả nhà. Ở trên cái mai của nó bên này dưới này con nó nằm trong quá trời luôn. Đó, cả nhà thấy không? Dưới cái bụng nó là con không luôn á. Trong này nè. Đó. Thả nó xa xa chứ nó vô lưới lại nữa.
Nice. Thác Lác nè hả? Thác Lác công nhận nhiều ghế ha. Đầu cứ dọc dính con nhiều vùng đầu kia. Có một con gì quấn trong lùm cỏ này Thanh ơi. Có không? Rô. Rô, hai con luôn. Rô nữa nè, Thác Lác nữa nè. Rô to chưa cả nhà? Vô kèo, vô kèo. Có cái rô to ghê chưa? To ăn con kia không? Không, con kia to hơn nhiều. Con này mập u. Ơi, con nó chạy á, con chạy á. Mục rồi vậy đó. Tụi mình mập ghê chứ anh. Con này gấp đôi ha. Gấp ba luôn á. Thác Lác này về làm chả ăn là nhất cả nhà ơi. Kéo vô trong cỏ luôn. Lát một size ha. Ui rô cái. Rô này nhỏ à. Ui dính nào nó kéo lưới ra ngoài đâu anh. Ui cửa con kia đâu, kia đến đây con gì á, vùng to đó. Để cái rô này đây đi. Cá rô đúng không? Không biết con gì mới nhảy ra ngoài xa. Coi dưới này, coi trong này nè, lùm cỏ trong này nó kéo rút ra ngoài luôn nè. Rô luôn, rô quá trời luôn. Con đi găng tù cả nè. Cá rô kìa cả nhà. Toàn cá rô mề không à. Lưới lộ lớn nữa. Đã ghê. Đang cỡ con đâu này. Nó làm ầm 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 luôn cả nhà. Không, để rung rung. Cái này chiều mình ra mình buông lưới lại ha. Ui, đây Thanh ơi. Ừ. Không biết nữa, Thanh dở đâu đây coi. Im lìm về mà tự nhiên làm âm ghê không, ngay chỗ đó đó. Thác Lác hả? Thác Lác. Ừ. Ừ, đó, con chui cá rô á, ngay chỗ cá rô á. Đây mình thả hai khúc hai bên cả nhà. Rô. Rô luôn. Thả khúc vậy mà hiệu quả ha. Tần canh nháy họng không mà. Gỡ luôn Thanh để nó chạy. Rủ lưới xong rút luôn. Đây rô nữa nè Thanh à. Nặng lắm rồi cả nhà ơi. Đây bên này còn một tay nữa. Đây, thấy cái phao nó thiệt. Thấy cái phao nó thiệt nè. Con gì á? Tê. Xong cho nên nó mới kéo phao đó. Còn nó nẻ nha. Ở đây có con gì nữa không? Mãi chìm nữa nè Thanh à. Một con nữa, chê luôn. Cặp rồi. Đi cặp luôn này cả nhà. Đây. Bởi dịch sẵn đi luôn đó. Ui, trước này có con cá rô nữa Thanh ơi. To ha, dính đầu hôm luôn rồi. Hai anh em bơm thâu lưới xong rồi.
Bây giờ sẽ mang vào trong nhà sổ ra cho cả nhà xem cái thành quả sáng nay nha. Đó, đã chưa? Nửa thâu luôn. Đây, con cá rô. Cả nhà xem cá rô lúc nãy hai anh em ơi. Khủng khiếp. To nắm ngón tay luôn á. Ba lạng á. Đây cả nhà xem nè. To chưa? To hơn cá rô mà ngoài chợ họ bán nữa. nhìn dài to hơn cá rô nó nuôi nó ngắn hưởng cho mấy. Ừ. Khiếp chưa? Công nhận con cá rô. Lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên thấy luôn á. To hơn bằng tay luôn nè. Rồi, đem vào mấy con cá thắt lát này mình nè, chiên đi ha.